chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube chính thức của Gia Bảo Luxury. Hôm nay tôi xin giới thiệu tới các bạn một chiếc đồng hồ Chopard LUC có bezel và cọc số từ kim cương ống. Khi nhắc đến Chopard thì đa phần hình ảnh chúng ta nghĩ đến đầu tiên đó là những chiếc đồng hồ trang sức với kim cương và đá quý. Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây, Chopard đã tập trung và đi chuyên sâu về máy móc khi họ đã cho ra mắt những cụ máy LUC là những cái cụ máy in-house của mình. Chiếc đồng hồ này thì thuộc bộ sưu tập LUC hay gọi là Lux. Lux là viết tắt của tên người sáng lập Louis Ulysse Chopard. Đây, tôi sẽ lấy ra cho các bạn xem. Và đi sâu vào lớp vỏ đồng hồ thì chiếc đồng hồ này có đường kính mặt là 39,5mm, dài 8,5mm và kích cỡ giữa hai tay càng là 46mm. Đây đúng là một cái kích cỡ chuẩn cho những chiếc đồng hồ dress watch thanh lịch. Vỏ đồng hồ thì được chế tác từ vàng trắng, vành bezel. Đây, vành bezel của chiếc đồng hồ này. Chính là 36 viên kim cương ống hay còn gọi là kim cương Powell, có tổng trọng lượng là 3,57 carat. Đây. Đây chính là khóa của chiếc đồng hồ này. Khóa của chiếc đồng hồ này cũng được làm bằng vàng trắng với chốt vít. Đây, các bạn có thể thấy đây là chốt vít nối dây rất là chắc chắn và khó bị bung rơi trong quá trình sử dụng. Mặt số của đồng hồ với hai màu chủ đạo trắng và đen, đúng phong cách đơn giản nhất monochrome mà lại sang trọng nhất. Mặt số này thì tôi thường gọi là mặt số tương phản. Vâng, như các bạn đang thấy đây, viền ngoài đen, viền ngoài đen lòng trắng kết hợp cùng 11 viên 3 viên kim cương baguette trên mặt số đó. Kim giờ và kim phút của chiếc đồng hồ này là dạng kim dolphin truyền thống, kim dây rốn thì là dạng kim mũi tên. Ô lịch của chiếc đồng hồ này được bố trí ở góc 6 giờ trên mặt số. Ô lịch này là ô lịch có số đen nền trắng. Tôi thì tôi rất thích những chiếc đồng hồ có chức năng hiển thị lịch vì nó rất là tiện dụng. Chia sẻ với các bạn một chút là chiếc đồng hồ này có sở hữu cái cỗ máy in-house của Chopard ngay như lúc đầu tôi đã đề cập tới. Đó chính là cỗ máy in-house 3.96 với cái chứng nhận chronometer. Khá là lạ lẫm với một số nhà sưu tầm đồng hồ hay là người chơi đồng hồ vì Chopard thường không được đánh giá cao về máy móc. Đa phần mọi người đều nghĩ Chopard cũng giống như những thương hiệu đồng hồ kim hoàn khác là mua máy của những thương hiệu chuyên sản xuất máy về và modify chế thành máy của họ. Tuy nhiên, những cái cỗ máy in-house đầu tiên của Chopard đã được giới thiệu từ những năm 1996 và cỗ máy của chiếc đồng hồ này sở hữu 29 chân kính, tần số dao động là 4Hz và 65 giờ chữ cod. Các bạn có thể thấy cái bố cục của cỗ máy này cũng như độ hoàn thiện cũng khá là đẹp đúng không ạ? Và đây, như các bạn đang thấy, đây là rotor khuy áo được chạm khắc họa tiết tia mặt trời với tên bộ sưu tập là Lux ở đây, ngay chính giữa. Và cái rotor này thì được làm hoàn toàn bằng vàng 22K, nguyên chất, dễ chế tác và đắt hơn vàng 18K. Còn đây, như các bạn đang thấy, đây vị trí này. Đây chính là vị trí của hai ổ cót, giúp chứa nhiều ổ cót hơn, lên tới 65 giờ giữ chữ cót. Và 65 giờ giữ chữ cót thì khá là lý tưởng khi so sánh với những cỗ máy phổ thông thì được khoảng hơn 40 giờ cót mà thôi. Về cái độ hoàn thiện của cỗ máy này có thể nói là khá là tốt. Nếu đánh giá theo thang điểm 10 với đỉnh đó chính là thương hiệu Oleanson thì chiếc Chopard này theo tôi là được 6 đến 7 điểm. Với đây, như các bạn đang thấy, đây đây là độ hoàn thiện, đây là những cái vân sóng Perlack với các vân sóng tròn. Còn đây là những cái vân sóng Geneva, tên chuyên ngành gọi là Côte de Genève hay gọi là Geneva Strip. Đây, như các bạn thấy các cái dọc có cái vân sóng ở đây. Đó, nó gọi là Côte de Genève hay là Geneva Strip. Và đây chính là chiếc đồng hồ này ở trên cổ tay tôi là 16,7cm thì tôi cảm thấy là khá là vừa vặn.
Về tổng thể thì tôi thấy chiếc đồng hồ này rất là thanh lịch và tinh tế, các bạn cũng cảm thấy nhận thấy đúng không ạ? Đây như bạn đang thấy, đây tôi sẽ đặt đồng hồ xuống đây. Đúng một phong cách cổ điển như các bạn đang nhìn thấy đó, monochrome đen và trắng, đen dây này, mặt số này, còn lại trắng từ kim cương, kim hóa, tất cả là màu trắng tinh khôi đấy. Chiếc đồng hồ này theo tôi thích hợp nhất khi dự sự kiện, kết hợp với những bộ suit, vest hay là sơ mi đắt tiền. Và có một số bạn có nói với tôi là nhìn cái chất liệu vàng trắng cũng như platin rất là giống thép, mà chúng ta phải chi ra một số tiền gấp rất nhiều lần thì liệu có đáng hay không? Vâng, đúng, tôi không thể phủ nhận với các bạn được, đó chính là vàng trắng hay là platin nếu thoáng nhìn qua thì khá là giống thép, nhưng chỉ có khi các bạn đeo vào thì các bạn mới cảm nhận được đó không phải là thép. Theo tôi thì nó dành cho những người thích một cái đẹp không khoa trương mà chỉ để riêng cho mình cảm nhận mà thôi. Kim cương ấy, nó có đẹp nhất, có sáng nhất và nổi trội nhất, đó chính là đi với những kim loại màu trắng như là thép, vàng trắng hay platin. Và đây là cuối của video này rồi. Các bạn có thể sở hữu chiếc đồng hồ này bằng cách truy cập vào website chính thức của chúng tôi www.gia bảo luxury.com.